Rất cảm ơn khán giả giữ màn hình để xem phần 3 còn lại của bình luận thời sự của Vicao TV cho chương trình hôm nay là ngày thứ năm 13 tháng 6 2019. Trong phần 3 này chúng ta bình luận về cái tuyên bố thái độ của Mỹ đối với Hà Nội. Đối với Hà Nội thì Mỹ tuyên bố nhìn Việt Nam như là một cái yếu tố quan trọng trong cái chiến lược về vấn đề mới đối với Hoa Kỳ ở Ấn Độ Thái Bình Dương, thưa anh Viên Huy. Chúng ta thấy rằng vừa qua thì trong cái diễn đàn là các cái nước ở ASEAN là diễn đàn Shangri-La ở tại Singapore thì Mỹ đã đăng đàn công bố một cái chính sách về vấn đề là Ấn Độ Thái Bình Dương và xem đây là một cái sự cạnh tranh hay là trận cản hay là đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông, giành đai một con đường vân vân, và liệt kê một số nước nổi lên để mà Hoa Kỳ có thể yểm trợ. Trong khi đó ở tại bên Washington DC thì Hoa Kỳ đã họp một cái phiên họp cho các cái nước tiểu vùng ở Mekong. Chúng ta nhớ là gần đây Hoa Kỳ đã thổi phồng hay là làm lớn lên hay là tích cực để mà yểm trợ cho cái chương trình các cái nước sống ở vùng hạ lưu sông Mekong. Chúng ta nhớ là sông Mekong nó có nhiều cái chương trình, trong đó ở phía Bắc thì Trung Quốc xây dựng một cái chương trình bắc sông Mekong, nghĩa là ở cái vùng đó để mà tìm cách chặn không có cho nước xuống phía Nam. Trong khi đó thì Hoa Kỳ tạo ra một cái tiểu vùng Nam sông Mekong, những cái nước ở lưu vực Nam sông Mekong gồm có 5 nước, mà trong đó chúng ta thấy là Thái Lan, Lào, Campuchia, Miến Điện và Việt Nam. 5 cái nước này là phân nửa của các khối ASEAN. ASEAN 10 nước mà 5 nước này họ ở hạ lưu sông Mekong. Và khi xây dựng cái hạ lưu sông Mekong thì không cho Trung Quốc vào, tức là mở một cái game chơi mà không có Trung Quốc, để mà đối đầu với Trung Quốc, để phản ứng lại với Trung Quốc. Thật sự cái tiểu vùng Nam Mekong này đó, với cái số mà theo Hoa Kỳ hội thảo nói là có 240 triệu ngàn dân, tổng cộng 5 nước lại, và cái GDP kinh tế của họ là khoảng 800 tỷ đô la hàng năm, cũng là một cái số lớn. Do đó phải nói rằng đây là 5 nước mà có tiềm năng. Trong 5 nước này đó thì Thái Lan là một cái quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ, đã có với Hoa Kỳ những cái vấn đề hiệp ước về vấn đề đồng hỗ tương với nhau, và cho thấy rằng là Việt Nam được Hoa Kỳ nhòm ngó với một cái nhìn là một cái yếu tố quan trọng để mà làm mất cân bằng đối với Trung Quốc. Khi Việt Nam mà được Hoa Kỳ kéo vào cái 5 nước trong cái vùng này đó thì nó kéo lệch đi cái khối ASEAN. Bởi vì khi Trung Quốc mà đã vào một cái khối ASEAN để mà thúc đẩy ASEAN thảo luận bàn bạc cái luật ứng xử Biển Đông, viết tắt là COC, thì nó làm cho ngăn chặn không cho Hoa Kỳ có thể chơi được với các nước ASEAN. Chúng ta nhớ như vậy, đã nói rõ rằng là Hoa Kỳ không phải là một cái nước trong vùng, không cho anh chơi trong cái nước này, và ngay cả khai thác dầu hỏa hay là tập trận gì đó thì không có cho anh Hoa Kỳ vô. Thì Hoa Kỳ đã mở ra một cái mặt trận khác chuyên về kinh tế ở cái vùng sông Mekong, mà cái điều này nó có từ cái thời ông Obama nhưng mà không có nói nhiều. Ông John Kerry là Bộ trưởng Ngoại giao lúc bấy giờ đã ca ngợi cái chương trình này, và chúng ta thấy như vậy thì cái chương trình này họ không nói nặng về vấn đề chính trị mà chỉ nói về vấn đề kinh tế. Hoa Kỳ sẽ tìm cách giúp đỡ cái nền kinh tế, và có lẽ nếu Hoa Kỳ mà đứng ra, Hoa Kỳ không phải là quốc gia sông Mekong, nhưng mà đứng ra bảo trợ họp cái này thì rõ ràng là nó tạo ra một cái sức cân đối 50-50. Cái ASEAN nó có 10 thì đây nó có 5, thành ra mà được Hoa Kỳ chống lưng, chúng tôi thấy như vậy là cái thế của Việt Nam được kéo. Trước đây Mỹ nói rằng là sẽ nhờ Việt Nam để mà giới thiệu cho Mỹ tham dự vào ASEAN, nhưng bây giờ là cái điều đó bất khả thi, thì bây giờ Việt Nam sẽ nằm trong các cái nước tiểu vùng sông Mekong để mà được Hoa Kỳ giúp đỡ. Do đó chúng ta thấy và rồi ra trong tương lai Hoa Kỳ sẽ nhân danh cái chuyện giúp đỡ tiểu vùng Mekong để giúp Việt Nam và đưa cái chung tiểu vùng Mekong vào một cái kế hoạch mới của Hoa Kỳ, đó là Ấn Độ Thái Bình Dương, thưa anh Viên Huy. Vâng,
Thật sự ra và cái dòng sông Mekong này đó, nó xuất phát từ bên phía Trung Quốc và từ cái dòng sông Lan Thương. Và thưa quý khán giả, thì như giáo sư Trí có nói rằng là tất cả các nước, năm nước mà có bị nằm có cái lợi ích cho từ cái dòng sông Mekong này thì đã tổ chức một cái những cái cuộc hội thảo và tổ chức một cái ủy ban gọi là ủy ban dòng sông Mekong. Nhưng mà trong cái ủy ban đó thì lại không có sự tham dự của Trung Quốc, và vì thế cho nên tất cả những cái điều gì ông Trung Quốc ông ấy làm ở trên đầu nguồn đó đều có ảnh hưởng tới tất cả năm nước này hết. Và đặc biệt là đối với Việt Nam làm cái nước ở cuối nguồn, tức là để ra biển. Thành thử ra thế này, mỗi một lần ở trên đó ông mới xây dựng đến 9 cái đập, tất cả mà 9 đập lớn chứ không phải 9 đập nhỏ. Và 9 cái đập đó mỗi một lần ông xả nước hoặc là ông ngăn nước để mà thì ảnh hưởng luôn tất cả với lại cái nông nghiệp, các nền nông nghiệp của các nước mà có trên có dòng sông Mekong đi qua. Thế thì cái chuyện đó thì không phải là ảnh hưởng ở một cái nông nghiệp như vậy, mà nó còn ảnh hưởng ở những cái khí hậu, rồi cái môi trường, môi sinh, rồi thì nhiều thứ lắm. Và vì thế cho nên là mỗi một lần có chuyện đó thì tất cả cái hội nghị này thì lại đưa một cái đề nghị đối với Trung Quốc. Và Trung Quốc lúc bây giờ lại có thể là thỏa thuận theo cái yêu cầu của quý vị, chúng tôi sẽ xả bớt nước ra để cứu vớt hạn hán ở dưới cuối sông. Thế tức là coi như ông cầm trịch rồi, không phải đâu. Vì thế cho nên bây giờ đưa cái ảnh hưởng đó sang và cùng với lại cái kế hoạch Ấn Độ Thái Bình Dương thì Trung Quốc cũng có một cái lợi thế là bây giờ nếu mà Việt Nam đó, bây giờ cộng thêm với lại Việt Nam mà có một cái ý định mà nối kết cùng với lại Hoa Kỳ để mà bảo trợ cho cái việc mà cái kế hoạch Ấn Độ Thái Bình Dương đó, thì có thể nó làm nghiêng lệch cái cán cân của cái khối ASEAN đi. Và vì thế cho nên là cái chuyện này bây giờ thì Hoa Kỳ sẽ tổ chức và kéo Việt Nam thêm nữa, đặc biệt là Việt Nam thì lại mới được và thêm vào trước hội đồng ủy viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nữa, thì cái uy thế của Việt Nam có thể thêm lên. Và vì thế cho nên Hoa Kỳ hết sức là muốn lôi kéo Việt Nam trở về theo trong cái kế hoạch Ấn Độ Thái Bình Dương của mình. Qua một cái tin sau cùng thì thưa quý khán giả, chúng ta thấy rằng là lại một cái cuộc mà thăm dò nữa về uy tín của Tổng thống Donald Trump, là đặc biệt là tại sao có cuộc thăm dò này là bởi vì có thể là sắp tới trong một vài ngày tới thì Tổng thống Donald Trump sẽ tuyên bố là ra tái ứng cử nhiệm kỳ thứ hai của mình. Vì thế cho nên có một cái cuộc thăm dò của một cái hãng tin, mà hãng tin này là hãng tin CNN. Hãng tin này có vẻ như là cũng không phải là hãng tin mà ở về phe Tổng thống Donald Trump. Cho nên người ta thấy rằng là theo cái hãng tin này đưa ra đó, thì cuộc thăm dò của họ thì có tới 54% người dân Hoa Kỳ hiện tại bây giờ đang tin rằng là Tổng thống Donald Trump sẽ tái đắc cử vào nhiệm kỳ 2. Thì trong cái phần 54% đó thì từ trước nay người ta so sánh là từ 43, 41 rồi 43%, thì cái uy tín của Tổng thống Donald Trump trong những cái 2 năm cầm quyền thì cứ dần dần tăng lên chứ chưa bao giờ bị sụt xuống cả. Và mặc dầu tăng lên không nhiều nhưng mà cũng làm cái sự tăng lên từ 41% mà bây giờ lên đến 54% thì đó là một cái điều quá. Thì tất cả những cái điều đó thì trong cái cuộc thăm dò đó người ta cũng để ý đến những cái vấn đề khác, là hỏi những cái người mà chống, không đồng ý với lại Tổng thống Donald Trump thì không nghĩ rằng Tổng thống Trump sẽ đắc cử thì tại sao lại như vậy, và còn những cái người mà ủng hộ Tổng thống Donald Trump nghĩ rằng Tổng thống Donald Trump sẽ là tái đắc cử thì là căn cứ vào đâu. Thì người ta sẽ đưa ra là căn cứ vào thứ nhất là cái nền kinh tế, cả hai cái sự thất nghiệp, cái mức độ thất nghiệp là xuống tới mức chưa bao giờ trong mấy chục năm nay chưa bao giờ tới mức đó, và cái thứ ba là hoạt động của Tổng thống Trump là có vẻ năng nổ và nhiều hơn, giải quyết được nhiều hơn với các vị tổng thống các nhiệm kỳ trước. Thì và sau cùng là họ rất là đồng ý với lại cái kế hoạch về di dân và những cái bức tường biên giới hiện tại bây giờ. Thì đó là những cái điều mà người dân Hoa Kỳ hiện tại bây giờ là đang tin tưởng Tổng thống Donald Trump có thể, tức là coi như là 54%, hơn nửa dân số của Hoa Kỳ tin tưởng Tổng thống Donald Trump sẽ lãnh được cái nhiệm kỳ 2. Thưa giáo sư, chúng ta thấy thì tờ báo đài CNN là một cái đài không có thân cận với ông Donald Trump, hay nói khác đi là thù địch.
thì họ đã làm cái này thì tới lúc có lẽ là họ phải thay đổi cái quan điểm của họ. Bởi vì mới đây ông Donald Trump nói rằng là sẽ tẩy chay cái công ty, đại công ty AT&T. Công ty AT&T là công ty mẹ, nó đẻ ra cái đài CNN. Vì thế cho nên có lẽ là CNN họ sợ, cho nên họ bây giờ bắt đầu họ thống kê chăng, cái đó là mình dự đoán. Nhưng mà cũng có lẽ CNN bây giờ nói chung là truyền thông Hoa Kỳ họ thay đổi. Họ nhìn thấy ông Trump không còn cách nào lật họ được thì phải hợp tác với họ. Nghĩa là khi không giết kẻ thù được thì phải chơi với nó, chứ không lẽ để mà nó quánh mình hoài làm sao mình chịu nổi. Do đó họ làm cái thống kê thì cái thống kê đó nó có lợi cho ông Donald Trump. Chỉ còn lại một cái điều phải nói rõ ràng là ông Trump đã khuất phục được đảng Dân Chủ ở trong nước, báo chí trong nước. Chỉ còn có đối với quốc tế bên ngoài là ông Trump đang gặp những cái khó khăn về vấn đề Syria, vấn đề Afghanistan, những vấn đề ngoại giao nói chung, vấn đề là đối với vấn đề là Bắc Hàn, rồi đối với vấn đề Biển Đông. Do đó chúng ta thấy ông Trump mà đi tới đó mà ông đã kết thúc được mấy cái dự biết bên ngoài đó thì có lẽ là ông còn đạt tới 70-80% nữa. Do đó chúng ta thấy là ông Trump đang tìm cách khoanh lại hay clear đi những cái chuyện khó khăn bên ngoài, từ cái Bắc Hàn tới cái chuyện ông Tập Cận Bình. Do đó ông nôn nóng, ông nói là ông Tập Cận Bình là một cái người tốt và có lẽ là cố gắng sẽ ngồi lại và khen rằng là ông cũng là người tốt. Thứ hai là ông nói rằng cái chuyện đối với Bắc Hàn cũng là cái vấn đề bắn cái quả tiễn tầm trung là không có gì cả, đừng có lo, chúng tôi sẽ tiếp tục có thể họp vào cuối năm nay. Thì cái điều đó cho thấy là ông giải quyết cái vấn đề ngoại giao để ông tăng thêm cái uy tín đối với một số người làm chính trị ở nước Mỹ. Thưa anh VQ, cảm ơn khán thính giả, chúng tôi hẹn tái ngộ vào lần sau.